Xin chào các bạn, video này Smart Review đánh giá chi tiết hai dòng laptop gaming MSI Katana và MSI Edge. Với mỗi loại có hai mẫu máy là mẫu màn hình 17.3 inch gồm có MSI Katana GS76 và Edge 1711UX, mẫu màn hình 15.6 inch gồm có MSI Katana GS66 và Edge 1511UX. Cả hai dòng máy đều có hiệu năng đỉnh cao, sử dụng vi xử lý Intel Core i7 thế hệ 11 mới nhất, hiệu năng cao hơn tối đa tới 40% so với thế hệ trước. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết với vi xử lý 8 nhân, xung turbo 2 nhân tối đa tới 4.6GHz giúp phát huy hiệu suất tối đa trong việc xử lý game, phần mềm công việc và tác vụ đa nhiệm. Card đồ họa GeForce RTX Series 30 mang đến sức mạnh tối thượng cho game thủ và người sáng tạo nội dung. Sử dụng kiến trúc AMD danh giá đã đạt nhiều giải thưởng uy tín, cũng là kiến trúc RTX thế hệ thứ 2 của Nvidia với đa nhân xử lý streaming giúp đem lại đồ họa ray tracing siêu chân thực và các tính năng trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất. Graphics Able 3 là tính năng cao cấp của chuẩn giao tiếp Express, cho phép bộ vi xử lý sử dụng toàn bộ bộ nhớ đệm trên GPU, giúp cải thiện hiệu năng. Bàn phím thiết kế đặc biệt cho game thủ. Với đèn nền đỏ, khung bàn phím bằng kim loại và hành chính tiến sâu tới 1.7mm, cho cảm giác phản hồi và độ nảy tốt hơn hẳn. Chiếc bàn phím có thiết kế này sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bạn, tốc độ và độ chi tiết cao chưa từng có với màn hình chuyên game viền siêu mỏng với tốc độ phản hồi cao 144Hz, cho hình ảnh rực rỡ hơn để bạn luôn bắt kịp mọi chuyển động. Thiết kế tản nhiệt đột phá cho game thủ với cụm tản nhiệt riêng cho CPU và GPU gồm 6 ống dẫn nhiệt. Laptop gia tăng đường kính bên trong ống dẫn nhiệt, kết hợp với keo tản nhiệt độc quyền để đảm bảo hiệu năng tối đa ngay cả khi chơi các game nặng, tận dụng tối đa hiệu năng từ chiếc laptop của bạn nhờ bộ nhớ RAM chuẩn DDR4, xung nhiệt 3200 mới nhất. Tận hưởng tốc độ và độ phản hồi tốt hơn. Nâng trải nghiệm chơi game của bạn lên tầm cao mới, phần mềm MSI Center độc quyền cho phép điều khiển và tùy biến chiếc laptop của bạn theo ý muốn. Theo dõi thông số, điều chỉnh, tối ưu hệ thống cùng với nhiều tính năng hữu ích khác, tất cả được tích hợp trên một giao diện chung thống nhất. Gia tăng độ linh hoạt khi sử dụng nhờ các tính năng mới như tìm kiếm hình ảnh thông minh, tùy chọn giao diện và nhiều lựa chọn tùy biến khác để phù hợp với nhu cầu của bạn. Laptop được trang bị chuẩn mạng không dây mới Wi-Fi 6 mới nhất theo chuẩn 802.11a, có tốc độ nhanh hơn tới 3 lần so với Wi-Fi 5, được thiết kế để đem lại trải nghiệm chơi game, livestream và họp online mượt mà nhất. Chơi game tối ưu nhất với Intel Wi-Fi 6. Bây giờ cùng Smart Review mở hộp hai laptop MSI Katana và Edge GF Series bản giới hạn nhé. Để thiết kế concept artwork, MSI đã làm việc với Fuyoshi Nagano, một nghệ sĩ hình ảnh được đánh giá cao. Quyết tâm của anh ấy đối với sự hoàn hảo, cùng với phong cách vẽ tranh bằng mực, đã mang lại cho Katana một tinh thần nghệ thuật. Thiết kế thân của Katana được lấy cảm hứng từ sự khéo léo của các nghệ nhân. Nó kết hợp khái niệm của cả lưỡi kiếm và áo giáp. Cùng với bàn phím có đèn nền gaming LED, nó thể hiện sự theo đuổi quyền lực của các game thủ. Chúng tôi cũng tạo ra MSI Edge với màu trắng sáng hoàn toàn mới và với bàn phím có đèn nền LED Blue được hiệu chỉnh tốt, cho phép game thủ lựa chọn theo phong cách độc đáo của họ. Hai mẫu laptop MSI Katana và MSI Edge chắc chắn xứng đáng trong bộ sưu tập của game thủ phải không các bạn? Nhìn đã thấy khí phách của một samurai bất khả chiến bại tổng mọi trận game rồi. Chào mừng bạn đến với Smart Review. Đây là kênh chuyên review sản phẩm công nghệ, giới thiệu cập nhật, đánh giá, chia sẻ trải nghiệm thiết bị công nghệ mới nhất hiện nay. Smart Review mong muốn đem lại những video giúp các bạn lựa chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Ghé shop chúng tôi tại website smart24h.vn để tham khảo thêm nhé.
và đừng quên bấm theo dõi kênh để cập nhật nhiều video mới nha. Chân thành cảm ơn các bạn.